Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phương Hữu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Thì hôm nay tôi sẽ thực hiện clip tròn. Thì hôm nay tôi sẽ tròn anh Côn nha các bạn nha. Và đây là dàn tạ của anh Côn, tự chế tập hàng ngày của anh Côn. Thì tạ này được làm bằng bê tông nha mọi người nhá. Thì anh Côn tự đổ bê tông, tự làm ra mấy cái tạ này để tập ở nhà. Bây giờ tôi sẽ review tất cả cái bộ tạ này cho mọi người xem. Đấy, đầu tiên là cái quại tạ này. Đó. Thứ hai là quả tạ tạ con này. Thứ ba là một cái bàn đẩy tạ ngực. Đấy, cái này anh Côn chế tạo rất là hay mọi người ạ, nhìn này. Ui ui. Tạ tự chế mà tập sướng phết mọi người ạ. Ui thích phết. Đây, cái tạ này là cái tạ mức to hơn mọi người ạ. Mức lặng lặng hơn mấy cái này. Ui ghê, lặng lắm không bề được. Thì review vậy thôi, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành phá hủy cái bộ tạ này của anh Côn. Đấy, để xem phản ứng anh Côn. Và khi thấy cái đồ tập tạ anh Côn bị phá hủy thì anh Côn sẽ phản ứng như nào cho mọi người nhá. Đó, đây là cái búa này. Tôi sẽ sử dụng búa để phá hủy. Đầu tiên là cái tạ này trước. Đập cái này trước nhá. Thì đây là một màn tròn vui giữa hai anh em tôi. Thì tuyệt đối mọi người không nên làm theo dưới mọi hình thức nhá. Không hề mọi người lại bảo tôi xui nghịch dại chết. Ok, không nói nhiều nữa, tiến hành luôn. Vậy là đã phá hủy bộ tạ tự chế của anh Côn xong. Thì bây giờ tôi sẽ chờ anh Côn về để xem phản ứng anh Côn khi thấy bộ tạ anh Côn bị phá hủy sẽ như nào. Thì anh Côn với Tôm Tép để đi chợ chưa về. Đó, thì bây giờ chúng ta sẽ chờ một lúc. Hôm nay tôi sẽ cập nhật cái tình hình thử thách cả nhà uống 300 lít Coca. Đến thời điểm hiện tại tức là đã khoảng độ hơn một tuần rồi mà gia đình tôi mới uống được 6 chai to. Tức là khoảng 7-8 lít gì đấy. Tức là mới uống được 6 chai thôi mọi người ạ. Thì còn rất nhiều Coca. Tôi nghĩ là uống hết chỗ này phải đến Tết chứ không phải là một tháng đâu mọi người. Các bạn biết vì sao không? Là rất nhiều bạn comment trên kênh YouTube của tôi bảo là nếu mà uống hết chỗ này thì cả gia đình tôi bị tiểu đường. Cái nước giải khát nó có nhiều chất hóa học, nếu mà uống nhiều quá thì cũng không tốt. Rất nhiều bạn bình luận ở trên kênh tôi như vậy. Vì vậy là cả nhà tôi sợ không uống mọi người. Vì vậy là cả hơn một tuần thì mấy gia đình tôi uống được 6 chai. Các bạn là nhiều bạn bình luận thế là gia đình tôi không dám uống. Nhưng mà không sao, tôi vẫn quay cái thử thách này. Đến bao giờ uống hết thì thôi. Cập nhật vậy thôi, thì thỉnh thoảng tôi lại cập nhật tình hình xem gia đình tôi uống được bao nhiêu nhé bạn nhé. Xem đến bao giờ gia đình tôi mới uống được hết 300 lít Coca. Anh Côn về, anh Côn về, anh Côn về. Anh Côn về. Mặt nhìn cái tảo rồi. Ê! Thảo ơi! Nhìn cái tảo rồi mọi người. Đi đây! Sao dàn tập tạ anh làm sao thành thế này? Đâu? Đây không nhìn thấy à, mà còn đâu? Ai biết được? Hay là Dưỡng lúc chiều thấy nó làm gì đây này? Thế lúc nó làm bao giờ? Chiều thấy một ở đây không biết nó phải. À đây có búa đây à? Thân lắm. Dưỡng ơi! Dưỡng ơi! Thằng này mày về đây mày chết ra. Xe, cả xe máy, ô tô vẫn ở đây. Chắc là chúi quay quanh quẩn đây rồi. Mày đi đây luôn mày không phải chúi. Chúi à? Chúi à? Mày chúi đi đâu? Chắc là anh ấy tìm đi thôi. Chúi à? Miệng bộ bộ tạ à? Đi đây. Biết ta làm bao nhiêu lâu mới được bộ tạ không?
không phải em làm. Chị Thảo mà mày, chị Thảo mà thấy mày ục ục cả buổi trưa đây mày, không phải mày làm à? Nó em đến đây thì thấy nó thế rồi chứ đâu phải em làm đâu. Thấy cái đầu mày. Không phải em làm hay là sáng đến du. Chị Thảo mà mày lên đây ục ục từ trưa. Mày đi mua đèn tao, mày làm giả tao đi đèn không nói nhiều. Luôn là ngay. Đây không phải em làm, đây thành sáng làm ra ấy. Đi đây giếng mà không phải nó đập này. Đây là hình như là ai ghét anh Côn anh ấy đập sao, không phải em đâu. Ai ghét là có thủ quán, ai mà ai ghét. Thì trên kênh các bạn hay chơi anh ấy bẩn bẩn đấy, thì khéo là fan nào, fan ghét fan nào. Fan nào vào được đây, cửa nhà khóa fan nào vào được. Cửa nhà bao khóa, cổng nào chả mở. Khả năng là fan ghét anh rồi, cứ fan hay bình luận chơi anh bẩn bẩn ý. Khả năng là bẩn đầu mày hơi đen chút xíu ấy chứ bẩn gì. Khả năng là fan ghét anh vào đập đấy, không phải em. Hỏi chị Thảo cho em đập bất đỡ. Chứ ai đập được fan nào vào. Em nghe tiếng ai đập đập bình người trên đây em mới chạy lên đây chứ không phải là em. Không nói nhiều nữa. Làm là đi làm giả đi. Để có cái tập là không đi đá sân bóng nó cấm, không cho đi đá bóng bóng chuyền, không cho ấy. Đó làm mãi được tạ để tập ở nhà tránh dịch nó lại phá. Rồi con dọn đi mà đi làm giả lại. Con không dọn đâu. Còn cướp của la làng này. Đấy nhiều. Thì em cho anh thôi, em phá của anh, nhưng mà em có một món quà sẽ tặng anh. Quà gì? Ừ. Lấy quà gì chất đi làm giả đi. Thì em tập. Thì quà. Em tặng anh một món quà, nó là bộ tạ thật luôn chứ không phải tạ 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 này nữa. Cái gì? Tạ thật luôn. Thật không? Thật, mày sao chó. Thật. Thì em muốn trêu anh tiện là tiện phá hủy cái tạ của anh, và cũng là tiện làm clip và tặng quà cho anh luôn. Đâu? Một dàn tạ mới. Đâu? Thì trong ngày hôm nay tạ sẽ về. Trong ngày hôm nay tạ về. Ừ. Thật không? Thật. Thật không? Không ta, đùa. Thật là ta dọn cho mày chỗ này. Ờ anh dọn đi thì tạ về thì em tặng anh. Mấy ta dọn hết rồi mà không phải thì mày làm sao? Phải, lần này em tặng thật. Tặng thật. Rồi, tặng thật, không cho nữa, lần này tặng thật, không cho. Thôi anh dọn đi. Rồi, ta dọn. Ta dọn xong mà ngày hôm nay không có tạ thật thì mày chết đi ra. Giỡn mặt. Chiều nay tầm 3-4 giờ là tạ về đến nhà, anh yên tâm. Tất cả các khu vui chơi, thể thao thì đã bị đóng cửa hết rồi. Vì vậy là lắp cái lưới này chơi thể thao tại nhà luôn. Tôi tập bóng chuyền được hơn tháng rồi mà đánh vẫn rất là gà. Các bạn nào biết đánh bóng chuyền dạy tôi phát. Vẫn chưa biết đặt thế nào. Anh con chọn không chưa? Ra đây lêu em mấy quả bóng chuyền em đập nào, tập nào. Đây là dàn tạ tôi mua bù anh Côn, thay vì cái tạ bê tông tôi phá thì đây là cái dàn tạ tôi sẽ tặng anh Côn. Ơ, thật à? Thật à? Đây là bộ tạ em tặng anh đấy. À, anh tưởng mày mất xạ. Được, đấy có tạ này anh tập thì thoải mái luôn. Ngon đấy các bạn. Cơ bắp lên cơ cuồn cuộn luôn. Đấy. Các kiểu luôn, tập đủ các bài luôn. Ngực này, xô này, vai này, chân các thứ luôn. Được, được đấy các bạn ơi. Đấy. Thì anh thử tập đi cho các bạn xem đây, đấy tập chân trước đi. Này chơi được á. Được. Tưởng là lấy đùa. Thế vậy là từ nay anh Côn không phải tập tạ bê tông nữa, mà là có dàn tạ này thì anh Côn sẽ tập thoải mái luôn. Đấy, còn xô này anh này, xô này. Này không mới mà trở thành Phạm Văn Mắc quá. 40 kg lạng á. Cái này đúng rồi, đa năng nó khác nhỉ. Cái này là một dàn tạ đa năng, đây có khá đơn anh. Mắc tiền không? 12 triệu. Ui. Trời, độc cái này 12 triệu hả? 12 triệu. Nhưng mà anh nhưng mà nó sướng thật. Nhưng mà nó chắc các bạn ạ, tôi cảm thấy là nó không ỏng ẻo đâu, nó không gọi là ấy, tôi thấy cái bộ này rất là chắc chắn. Tập sướng, tập đủ được các thứ ấy. Chứ không như bên kia thì chỉ có tập được ngực với tay thôi, cái này tập đủ các thứ ấy. Thì đúng rồi, đa năng. Cái màn tròn này thì em chỉ tròn vui để cho khán giả vui thôi. Thì có gì cho em xin lỗi nhá. Các bạn tôi gì? Phá hủy cái tạ bê tông của anh Côn ấy. Mua lại cái này làm gì nữa nhỉ các bạn nhỉ. Thì có gì cho bạn cho em gửi lời xin lỗi à. Anh có vui không? Tất nhiên là cảm ơn em trai nhá. Được. Phá bê tông đi có cái này được. Ok, thì hôm nay tôi chỉ cho vui anh Côn tí thôi. Nếu mọi người thấy clip cho này của tôi hay, hãy cho tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn có thể cùng xem nhá. Và các bạn muốn tôi cho gì anh Côn hay Sáng Su hay mẹ tôi hay vợ tôi thì mọi người cứ comment bên dưới, tôi sẽ thực hiện những ý tưởng hay của các bạn. Cảm ơn các bạn xem clip tôi, hẹn gặp các bạn vào các clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.